Ê, bờ này là phố hơn này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhận. Xin tôi xin được phép apa kate chanaminum athayangi tarapacha tiramewanuthawati apa kate manusesu ye chanaparagaminum Tarapacha tiramewa anuthavati pakate manusesu ye jana paragamino athayang ita pathayang ita tarapacha tiramewa ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia. Đa phần người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng Sư Nhìn. Nhường mic lại cho Rung ạ. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá Nam Ma Giá Nam Mô Sân Ca Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn. Dạ con xin đọc và kệ Cao Pháp Cú số 85. Dạ. Apa te manuse su ye ya na pa ramano atha yang ita ra ya tirame wa dutthawati apakate manusesu ye janapa rama aganino athayan ita japatya titarme wanuthawati apakate manusesu Ye chana pa jagani mino athayang i tara pa cha tira me wanuthawati ít người giữ nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữa đám loài giật giờ may ra ít kẻ vượt bờ bến mê, phong cười khóc ê chề tâm hồn rách nát kéo lê bờ này. Phần đông nhân loại giật giờ sống say chiếc bến mê quẩn quanh xuôi ngược ê chề đảo điên tất bật kéo lê bờ này. Và đó, là phố thơ của nhà kính mời kính nhà vị kế tiếp ạ.
Sa thố về lạc lê. Xin đọc câu số 85. Ấp ba ca tê ma nu sê su chê dê cha na pa ra ga mi no ha yang y ta ra pa cha tê ra mê wa nu tha wa tí. Ấp ba ca tê ma nu sê su chê cha na pa ra ga mi no ta ra pa cha tỳ ra mê wa nu tha wa ti a ka te ma nu se su ye cha ra ga mi no ta ra pa cha tỳ ra mê wa nu tha wa ti ức giữa nhắc đến được còn số người còn lại xuôi ngược tại bờ này. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Apa te mau se su ye cha na pa raga mi no a tha yang i ta ra pa cha ti ra me wa nu tha wa ti. Ba ca te ma nu se su ye cha na pa ra ga mi no a tha yang i ta ra pa cha ti ra me wa nu tha wa ti. Ba ca te ma nu se su ye cha na pa ra ga mi no a tha yang i ta ra pa cha tỳ ra mê hòa nu tha hoa tí. Giữa đám nhân loại giật giờ, may ra ít kẻ vượt bờ bến mê, phần đông cười khóc ê chề, tâm hồn rách nát kéo lê bờ này. Phần đông nhân loại giật giờ, sống sai chết mộng bên bờ bến mê, xuôi ngược ê chề. Đảo điên tất bật kéo lê bờ này. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời Sister Từ Mẫn, chị Sương Mai. Kính chào Sister Tâm Quý vừa mới vào đạo tràng. Kính mời bàn tay quý vị ạ. Con Sương Mai, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Mô Sang Kha Dạ. Con Sương Mai, con xin đọc Pháp Cú 85. Áp Bá Ca Tê Mê Nú Sa Su Giang Chà Na Bá Ra Gà Mí Nô Á Tha Gàng Í Tá Ra Bà Chà Tì Rá Tì Rá Mê Hoà Nú Tha Quý Tí Appakate manusa su yang che yang jana paragamino atta yang itara bhaja tira mewa mantha witi Appakate manusa su ye jana paragamino Atha yang itara pacha tira mewa nu ta witi abakate menu sasu ye chana pa ragamino Atha yang itara pacha tira mewa nu ta witi. Giữa đám nhân loại giật giờ, mai ra ít kẻ vượt bờ bến mê. Phần đông cười khóc ê chề, tâm hồn rách nát kéo lê bờ này. Phần đông nhân loại giật giờ, sống sai chết mộng bên bờ bến mê. Quẩn quanh xuôi ngược ê chề, đảo điên tất bật kéo lê bờ này. Dạ, con xin đọc lại một chút xíu nữa. Giữa đám nhân loại giật giờ, mai ra ít kẻ vượt bờ bến mê.
phần đông cười khóc ê chề, tâm hồn rách nát kéo lê bờ này. Phần ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Dạ, kính dân mít đến quý vị kế tiếp ạ. Sư mai xuống. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con là Từ Mẫn. Dạ, cảm ơn Sư Trạng Đồng. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh và cô tu nữ Đệ Duyên, cùng quý anh chị em trong đạo tràng. Dạ, con xin kệ câu 85, câu Pháp Cú 85. Appakate manuse su je je yana pakra ma mino akthayang itara baya ti rame wa nupa wa ti. Appakate manuse su je yana pakra mino akthayang itara baya tì ra mẹ và nu pha và tì áp ba ca tề ma nu sê su je ta na je ya na ba ra ga mi no áp tha yang i ta ra ba ya tì ra mẹ và nu pha và tì. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữa đám nhân loại giật giờ, mai ra ít kẻ vượt bờ bến mê. Phần đông cười khóc ê chề, tâm hồn rách nát kéo lê bờ này. Phần đông nhân loại giật giờ, sống say chết mộng bên bờ bến mê. Quẩn quanh xuôi ngược ê chề, đảo điên tất bật kéo lê bờ này. Hòa Thượng Giới Đức. Ambakate manuse su che chana ba ragamino anthayang itara baya tirame wanu fawati apakate manuse su je chanapa ragamino athayang Intara baya tirame guanu pawati Ambakate manuse su ye chanapa gagramino Akthayang intara paya tirame wanufawati. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữa đám nhân loại giật giờ, mai ra vượt bờ bến mê. Phần đông cười khóc ê chề, tâm hồn rách nát kéo lê bờ này. Phần đông nhân loại giật giờ, sống say chết mộng bên bờ bến mê. Quẩn quanh xuôi ngược ê chề, đảo điên tất bật kéo lê bờ này. Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, một lần nữa con thành thật cảm ơn quý ân sư và quý đạo tràng. Dạ, con cũng kính chào mai lại cho quý đạo hữu kế tiếp và con xin xuống mình. Dạ.
Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị đã đăng đồng cho biết chúng con xin kể con kinh pháp cú số 85 ạ. Appakate manu sesu yechana bara gamino athayang ittara pacha tirame vano thavati. Appakate manu sesu yechana bara gamino athayang ittara ba cha tỳ ra mê qua nụ tha qua tỳ. Ít người giữa lân nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ấp ba ca tê mà ngu sẽ số dễ cha na ba ra ga mi no a tha yang i ta ra ba cha ti ra a me ba va ti. Giữa đám nhân loại giật giờ mai ra ít kẻ giữa bờ kề tâm hồn rách nát kết. Con đại song sinh lễ đạo tràng ạ. Dạ alo. Dạ em cảm ơn cô Giảng Đông. Nam mô Bụt Tha Na, Nam mô Tham Ma Na, Nam mô Sang Tha Na. Còn cái những cái thượng tọa Minh Hạnh, đức tuệ nhẫn, cùng chư tôn đức tăng, con kính chào với cô tu nữ với cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên. Dạ con xin câu kinh pháp cú số 85. Abbakate maluse suje chan la paraga minu atha rằng itaja pacha ti jame wa lutha wati. Abbakate maluse suje chan la paraga minu atha rằng itaja pacha tỳ ra mì hòa nút thà phát tí áp áp bắc áp bắc cà tề ma lu xề su dề cha là pa ra gà mi nô a thà rằng ít ta già pa cha tỳ ra mì hòa nút thà quá tí. Abbakate maluse suje chala pajaga minu atha rằng itaja pacha tỳ ra mì hòa lu thà quá tí. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, phần đông bờ bên này ngược xuôi không định hướng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ con kính mời bàn tay của cô Dạng Đông ạ. Nam mô Bụt Tha Na. Sa thú xích số khá con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, dẫn đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào đạo tràng. Con thấy còn giờ mà hết người kệ, con xin phép đọc trước bài
thỉnh pháp sư để có sư pháp tính có vào đạo tràng thì sư có thể bắt đầu xuống giảng là chiếc giảng từ dự bài số 86. Con boss bài số 86 qua. Dạ. Con xin kính đọc bài kinh Thánh Pháp Sư ạ. Brahma cha lo ca thi pa ti sa ham pa ti ca tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha sa tap pa ra cha kha cha ti ca de se tu tham ma anu kam pi mang pa chang sa tham ma be phê rin quý na dành cha ca dân un tành cha bằng thầm a phi thầm ma chậm măng a cô ta dành tổ cha tu sắc cha đành đăng bắp bồ tha này về bà ri xa gia mày chê ê hoàng sa hầm ba tì Brahma pha ga hoàng tăng a ya cha tha tuôn hi pha quê na tăng bu thum ca ruôn nhê na thi hoa sa ya tăng ha bu tha ya bê đê na ni ga đa dăng ta tô ga tô bằng cha quan già đa dù này về am bằng bà về si thầm ma tô ta tô pa phù ti sầm bu thô anu na thầm ma đề sa năng ma kha wa sa ni đề se si sa ta năng a tha si tha căng tê na sa thu ai vô phạn tê đề sê tu tham ma đề sa năng sam ba di tha pa ri sa ya anu cầm bầm pi ca ta huệ thọ phật mới đã thành quả gì có sa hâm ba ti phạm thiên cả trong thế giới các miền thành cao quán chung cần chuyên đạo màu hiện trước Phật đế đầu đảnh lễ bạch xin ngài tế thế độ nhân chúng sanh trong khắp cõi trần tội mê điên đạo không phân tội tình cầu Phật tổ cao minh ái truất hiện hoài linh tỉnh thức giác diệu hoằng khai đạo pháp cao siêu tu hành theo đẳng kết nhiều thiện duyên thế tôn được mãn viên đạo quy còn hết lòng hoan hỷ tán dương nhưng vì hoàn cảnh đáng thương không đành bỏ mặt lạc đường làm thích chúng sanh vốn đa tình lãnh bậc không thông đâu chân thân giả tà vô thường khổ não chấp ta ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ ngài xin mở lượng cao dày răng dạy chuyển pháp luân diễn giải diệu ngôn chúng sanh nghe đặng pháp môn thoát dòng khổ não dập dồn bấy lâu giải thoát những nguồn sầu câu thúc việc tham lam ai dục bao dòng tối tâm sẽ được sáng trong phát sanh trí tuệ hiểu thông tinh tường thông thấu lẽ vô thường văn giỏi ba tướng trong ba cõi mộng manh dù minh duyên của các hành
Cội căn dắt dẫn chúng sanh luân hồi, biển trần khổ nổi trôi chìm đắm, bị ngũ ma dày năm chuyển đi. Vậy nên cầu đấng từ bi, tạo thuyền ban nhã trải đi vớt người, đưa qua chốn tốt tươi yên tịnh, bờ niết bàn chẳng dính trần ai. Như đèn rọi suốt trong ngoài, chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan. Phạm nhi trong khải hoàng rầm rộ, luật nhi như đại cổ hoàng dương. Kinh như dây buộc trên rừng, luận như mặt trong dẹt đường vô minh. Tư diệu để đó hình dùi trong, dòng khua tan giấc mộng trần gian. Chúng sanh tất cả buôn hàng, như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời mong đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành rải tản mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, phần nhận lời nhân chẳng dĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dài đời, nhắm nhường lọc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thịnh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như, đường nem hương gì hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thân ngài thuyết pháp nội đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Tánh lễ thượng tọa Tuệ Quyền vừa mới vào room. Con kính chào quý vị vừa mới vào đạo tràng. Con đã đọc xong bài kinh thỉnh Pháp Sư. Con chưa thấy Sư Pháp Tính hay Sư Quy Niệm vào đạo tràng để chiết giảng từ vựng. Con không biết làm sao. Hay là con chép từ vựng vô xong rồi con thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền lên giảng. Con hiểu có đồng ý không ạ? Dạ, có sư gặp Tuệ Nhẫn, con kính thỉnh sư Tuệ Nhẫn chiết giảng từ dự dung ạ. Con kính thỉnh sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ sư phụ vừa mới vào dung ạ. Dạ, đề sư xin chức giới từ vựng xong rồi thỉnh ngài thuyết giảng ạ. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, hôm nay là thời thuyết giảng của sư phụ, sư là ngài thượng tọa Tuệ Quyền. Sư xin trước khi vào thời để sư phụ giảng pháp, sư xin trích nghĩa từ vựng đến quý vị, câu số 86 ạ. Dạ, câu số 86 thì cũng có bốn đoạn, sư đọc cho quý vị bốn đoạn, sau đó trích nghĩa từ vựng ạ. Là câu đầu tiên, đoạn đầu tiên là Dê chát khô Sâm mát tắc kha tê Thâm mê thâm ma Nú quát tị nô. Đó là câu thứ hai. Câu số ba là Tê chát na Pá rá Mê xăm tí. Câu thứ tư là Mách chú thay dăng Xú đút tạ răng. Và cái nghĩa mà dịch văn xuôi của ngài là: và đúng vậy, những người nào có sự hành trì thuận pháp đối với các pháp đã được thuyết đúng đắn
những người ấy sẽ đi đến bờ bên kia, vượt khỏi cái lãnh vực của ma vương mà rất khó vượt qua. Và cái câu đầu tiên là dê chắc khô sammadak khát tê, thì chúng ta biết rằng cái từ dê này là chỉ cho ai, những người nào, dê này chỉ cho ai, những cái người nào. Chá là chúng ta biết rồi, và đó, chá, cái từ chá có nghĩa là và, liên từ chá. Từ khô thì chúng ta biết là nó thuộc về cái trạng từ, và nó chỉ cho cái nghĩa thật vậy, đúng vậy, mà thậm chí nó còn cái nghĩa là như thế nữa đó. Thì nó rất là ở đây thì lấy cái nghĩa thật vậy ha, thật vậy, đúng vậy. Và cái từ sammadakkhate thì chúng ta biết nó thuộc về cái liên từ, mà hai cái từ này nó hợp nhau, nó là một cái hợp từ hay liên từ. Cái từ nó có hai từ ghép lại, đó là samma hay là, và cộng với này dakkhata, dakkhata. Và ở đây thì nó được chia theo quá khứ phân từ và chia theo cái ngôi định sở cách, chia theo định sở cách là cách thứ bảy đó. Và cái nghĩa của nó là đối với, hay là đối với các pháp đã được thuyết giảng một cách đúng đắn, đã được thuyết giảng một cách đúng đắn. Thì chúng ta biết là đã được thuyết giảng một cách đúng đắn, ở đây thì chúng ta biết là lời của Đức Phật ha. Thì cái từ samma nó thuộc về, ở đây hai cái từ, thì cái từ samma thì nó thuộc về trạng từ, nó chỉ cho cái sự đúng đắn thích hợp, đúng đắn thích hợp, hay là nó còn gọi là chánh kiến, chánh chánh chơn. Và cái từ akhata thì chúng ta biết là cái căn của nó là cái căn kha, cái vĩ ngữ đầu của nó là a. Và đây nó chia theo quá khứ phân từ thì gọi là đã được tuyên thuyết, đã được tuyên thuyết. Và tiếp theo cái từ nữa là cái từ tham mê. Tham mê thì đây là tham ma đó, nó thuộc về danh từ nam tánh, và trong cái câu này thì được chia theo định sở cách, số đếm. Ở đây thì có nghĩa là đối với, hay là trong pháp, đối với trong pháp. Cái nghĩa tham ma thì nó có rất là nhiều, cái nghĩa của nó rất là rộng ha. Nghĩa tham ma. Và tiếp theo nữa cái câu số, cái đoạn kệ thứ hai là tham ma nu quát tị nô. Tham ma nu quát tị nô. Tham ma nu quát tị nô nó có ba từ, gọi là tham ma cộng với á đú cộng với quát ti. Nó thuộc về cái nhóm từ, ở đây thì nó là nam tánh và chia theo chủ cách số nhiều. Là những cái người có cái sự hành trì thuận pháp, những cái người nào có những cái sự hành trì thuận pháp. Cái từ tham ma thì chúng ta biết rồi, còn cái từ anuwatti ở đây nó được tách ra đó, thì anu nó cộng với khăn quát, ở đây thì nó là danh tính từ, nó chỉ cho cái người đã làm theo cái điều đó. Còn cái tiếp đầu ngữ á lú tức là nó theo, hay là nó kế cận, gần kề, nó theo sau. Như chúng ta biết là người, tại sao lại gọi là cái gọi là á lú sát tí, thì chúng ta biết là chánh niệm thì luôn luôn nó phải theo sau cái thực tại, sát với cái thực tại đó. Ví dụ như là cái thấy thì nó không thể có chánh niệm được, mà sau cái thấy đó thì mới có cái chánh niệm nó sanh khởi. Như vậy chúng ta biết là cái từ á lú này nó rất là quan trọng. Như vậy chúng ta phải hiểu là chánh niệm là nó ở với ngay cái thực tại nó vừa diệt đi đó. Thì cái từ á lú này nó có cái nghĩa là theo kế cận nhé, theo sau vậy đó. Còn cái căn quát của nó là hành động hay là năng. Đó là cái nghĩa của nó ha. Và
Tiếp theo nữa, cái câu kệ số 3 và câu kệ, cái câu số 3 và câu số 4 của cái bài kệ này nó gọi là Te Chana Paramasanti Machuthayang Sudutarang. Ở đây cái từ parang, cái từ tê ở đây thì nó cũng chỉ cho cái người nào hay cái người đó ha. Nó thuộc về cái đại từ. Còn cái từ parang á, là para, para thì nó thuộc về trạng từ. Trạng từ, nó thuộc về trạng từ. Ở đây chia theo đối cách. Chỉ cho cái bờ kia tức là bờ giải thoát niết bàn đó ha. Para thì nó thuộc về danh từ trung tâm. Là bờ bên kia. Bờ bên kia. Còn cái từ Esanti, cái căn Esanti, cái căn của nó là căn ý. Đây thì nó là thuộc về động từ, là sẽ đi, sẽ đi, sẽ đi. Và cái từ mách chú thay dân, mách chú thay dân thì nó có hai từ là ghép lại là mách chú cộng với thay giá. Đây thì nó thuộc về nam tánh và nó chia theo đối cách. Mách chú thay giá, mách chú ở đây chỉ cho cái lãnh vực của ma vương, cảnh giới của thần chết. Mách chú thuộc về danh từ nam tánh, chỉ cho thần chết. Còn cái thay giá căn của nó là căn tha. Và nó chỉ cho lãnh vực hay là vương quốc hay là cái cảnh giới. Giới. Còn cái từ Surutarang á, thì cái Surutarang tức là cái tiếp biến ngữ su cộng với Dutara, nó thuộc về cái nhóm từ thuộc về nam tánh. Và ở đây câu kệ này chia theo đối cách và chỉ cho cái sự gọi là rất khó vượt qua hay là cái việc mà thật khó vượt qua. Tiếp đầu ngữ su nó chỉ cho cái sự khéo léo tốt hay là rất. Còn cái từ Dutara là cái căn của nó là căn tác, tiếp biến ngữ của nó là đú. Và chị ở đây nó thuộc về cái tính từ là khó vượt qua, khó vượt qua, khó băng ngang, khó băng qua, khó vượt qua, khó băng qua. Đó là những cái từ ngữ mà sư vừa trích dẫn đến cho đại chúng. Và cái câu kệ này thì được Ngài Minh Châu dịch theo thể năm kệ như sau. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia vượt ma lực khó thoát. Con vừa mới trình bày xong cái từ vựng. Bây giờ con xin cung thỉnh sư phụ lên thuyết giảng diệu pháp để cho chúng con được nghe và hành trì theo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Bậc chánh chân pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà, tâm trực hạnh lìa xa luân hồi, đồng đạo quá buôn đòi tám chúng đệ tử Phật ân cung tôn nghiêm,
cùng nghìn kinh lễ một niệm. Thánh đức cao cả phước điền dạy sâu. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý tu nữ, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Theo hồi năm ngoái chúng tôi đã thực hiện và chúng tôi có ước nguyện rằng trước ngày rằm tháng 6 thì có cử hành cái lễ vào hạ của chư tăng, cũng như cử hành cái lễ Đức Phật giáng trần, Đức Phật Bồ Tát giáng trần, Bồ Tát xuất gia và Đức Phật chuyển pháp luân, và cũng là ngày vào hạ của chư tăng. Lần đầu tiên Phật chuyển bánh xe pháp luân vương tại vườn Nai để mừng những sự kiện lớn, cho nên vì vậy hôm nay cũng là cái ngày mà chùa thì làm, sẽ làm từ ngày 12, tức là ngày hôm qua, và buổi sáng cung thỉnh chư tăng và Phật tử vân tập về để trai tăng cúng dường đọc kinh chuyển pháp luân, và buổi tối cũng như thế, chư tăng và quý Phật tử vân tập về tại cội Bồ Đề nơi có Đức Phật và tụng kinh văn chuyển pháp luân cho tới ngày 13, 14, 15, và cũng như thế. Vì vậy cho nên vào giờ này thì nó cũng vào ngay cái giờ giảng của chúng tôi. Và thay vì giảng câu kinh pháp cú thì để trùng thuật kinh văn chuyển pháp luân là một điều hết sức phước báo. Xin tất cả chúng ta thành tâm, xin quý vị chắp tay lên tất cả trong râm cũng như ở hiện tại đây, chư tăng và quý Phật tử sẽ bắt đầu đọc kinh văn Tham Ma Chắc Cấp Bà Quá Tá Ná, tức là đây là một bài kinh mà có thể nói bao gồm cho tam tạng kinh điển, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối của tam tạng pháp bảo tám môn bốn ngàn pháp môn, hay nói một cách căn bản tới Đức Phật ra đời, vì trình bày cái sự khổ và sự chấm dứt khổ nằm trọn vẹn ở trong bài kinh Tham Ma Chắc Cấp Bà Quá Tá Ná Sutta này. Xin tất cả mời quý vị đồng nghe kinh. Trước nhất chúng tôi sẽ đọc từng trang kinh bằng tiếng Phạn và sau đó đọc tiếng Việt. Xin mời quý vị bắt đầu thành tâm văn kinh pháp, và chúng ta nghe văn kinh đi thì chúng ta mới thấy được cái sự màu nhiệm. Kinh Tham Ma Chắc Cấp Bà Quá Tá Ná Sutta. Ê quang mê su tăng ê căng sa ma yang pha ca wa ra na si yang vi ha ra ti e si pi ta ne mi ga da ye ta tra ko pha ca wa bành cha wa ghi ye phê ko a man te si de me an ta pa ba chi te na na se vi ta ba ta me de yo cha yang so ka ma so ka li ka nu yo go hi no gam po puttus cha ni yo na ri yo anatta sang hi to yo cha yang atta ke la ma ta nu yo go Dukkho anariyo anatta sanghito ete kho phikkhave upho ante anuppagamma macchima patipada thagatena api sambuddha cakkhukarani jnanakarani upasamma Apinyaya sambodhaya nipana Katamaja sa bhikkhave macchima Patipada tathagatena apisambuddha Cakkhukarani jnanakarani upasamma Naya sambodhaya nipanaya sangvatati ayame Yo athangiko makgo Rang samma dhyati samma sangkappo samma vaca samma kammanto Samma ajivo samma vayamo ma sati samma samadhi ayam ho sa bhikkhave macchima patipada
tathagate na api sambuddha cakkhukarani upasamaya abhinnaya sambuddhaya nipa ya sangvatate idang khopana bhikkhave dukkham sacchang chati pidokkha chara pidokkha yati pidokkho bhayogo dukkho piyehi ve bhayogo dukkho yambe chang na lapati tanti dukkhang. Như kinh chuyển pháp luân như vậy tôi nghe. Tại ta na chỗ vườn này. Hành theo thế nào là hai? Một là đắm dục hạ liệt đệ tiện phạm phu không xưng bậc thánh. Hay là tự hành khổ mình khổ đau không xứng bậc thánh không liên hệ đến một đích tánh hai cực đoan này. Này các tỷ kheo, giác ngộ niết bàn và thế nào là con đường trung đạo. Này các tỷ khô, do Như Lai chánh giác tác thành mắt tác thành trí đưa đến an tịnh thân tri giác ngộ niết bàn chính là con đường thánh đạo tam ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung. Này các tỷ khô, đã thành trí đưa đến an tịnh thân trí ca ngộ niết bàn chính là thánh đế về khổ giải ra tỷ lưu sanh là khổ già là khổ bệnh là khổ chết là khổ sầu bi khổ ưu não là khổ quan gặp nhau cũng ai biết ly là khổ cầu không được là khổ tóm lại năm thủ quẩn sang kia tê na banh cho ba đa tha y đăng khô pa na phích kha vê Hà Bồ Nô Pha Vi Ca Nan Di Ra Ca Sa Ha Ca Ta 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 Ra Phi Nan Di Ni Y Đăng Cầm Ma Tân Hà Pha Va Tân Hà Vi Pha Va Tân Hà Ô Pa Na Phi Ca Vê Đúc Ca Ni Rô Thăng A Ri Ya Sạch Chăng Ta sa di wa tan ha ya wa se sa vi ra ga ni ro tho
Panisa go we mo ti ana la yo idang ko panapik kawe. Mako say yati dang samma dirti samma sangkapo samma wacha kamanto samma ajiwo samma wayamo sati samma samati dang dukkhang ariya sacchanti me bhikkhave. So tham me so chak khung udapa ti nha nang udapa Sute sotame sukyakum udapadi nyanang udapadi Sacchanti me bhikkhave pubbe ananusute sutamme kum udapadi jnanam upadanya udapadi vicca udapadi panitang dukkha samudayam ariya sacchang pahatappan ti me bhikkhave pubbe ananusute sutamme đây là thánh đế về khổ tập ma này các tỷ đô chính là ai này đưa đến tay sanh cầu hữu ơi và tham tìm cầu nỉ lạc này các tỷ phú chính là ly tham còn việc ta không có dư tàn khác ai hay sự quăng bỏ từ giải thoát không có chấp trước đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ nhiệm này các tỷ phú chân ngữ chân nghiệp chân mạng chân tinh tâm chân niệm chân định về khổ và này thì vô đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe nhắc đi sanh tuệ sanh minh sanh quang sanh đây là thánh đế về cố gắng mãi liệu đi này ta bị tu đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nhãn sanh tri sanh tuệ sanh minh sanh quang sanh đây là thánh đế về cố đã được liệu tri này các vị tu đối với các pháp từ trước ta chưa từng được kia nhãn sanh tri sanh tuệ sanh minh sanh
quang sanh. Đây là thánh đế về khổ tâm. Này các tỷ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe. Nhãn sanh, ký sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là thánh đế về khổ tâm cần phải đoạn tận. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe. Nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là thánh đế về khổ tập đã được đoạn tận. Dukkha samudayam ariyasacchaṃ parinanti me bhikkhave pabbe sute sutamme sujjhaṃ udapadiññānaṃ vipaññā udapadi viccha udapadi alokho udapadi idaṃ dukkha Riyasacchanti me bhikkhave pabbe ananusute khung udapadi ñānaṃ udapadi paññā udapadi viccha udapadi aloko tangkopanidaṃ dukkha nirodhaṃ ariya sacchaṃ sacchikātappanti me pabbe ananusute sutamme cakkhum udapadittaṃ kum dukkha nirodhaṃ ariya sacchaṃ sacchikātappanti me bhikkhave pabbe ananusute sutamme cakkhum udapadi ñānaṃ udapadi paññā udapadi viccha udapadi aloko udapadi idaṃ dukkha nirodhagāmini ariyasacchanti me bhikkhave pabbe ananusute sutamme cakkhum udapadi ñānaṃ udapadi aloko udapadi tangko panidang nirodhagamini patipada ariya saccang pawe tappanti me pabbe ananusute sutame sucakkhum udapadi ñānaṃ Inipatipada ariya saccang pavitanti me bhikkhave ananusute sutamme sucakkhum udapadi ñānaṃ udapadi paññā udapadi viccha udapadi aloko udapadi yavakkhivaccha me bhikkhave suariya sacce su evam piparivattam dvadasakaram yathabhutam nadasanam nasuvisuttham aosinevatavaham sadevake loke samarake sabrahmake. Đây là thánh đế về khổ diệt. Này các tỷ cô, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe. Nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh.
đây là thân đế về khổ diệt đã được chứng ngộ. Này các tỷ cô, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sanh nhãn sanh, tri sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là thánh đế về con đường đưa đến vô diệt. Đã có tu khi sanh na tuệ sanh na minh sanh quang sanh na, đây là thánh đế về con đường đến hộ diệt cần phải tu tập. Này các tỷ cô, đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, nhãn sanh na khi sanh na tuệ sanh na minh sanh na quang. Trên khổ diệt đã được tu tập. Này các tỷ cô, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sanh na tri sanh na tuệ sanh na minh sanh quang sanh, cho đến khi nào. Này các tỷ kheo, trong bốn thánh đế này với ba chuyến và 12 cương như vậy, thì kim như thật theo tình ở nơi ta. Này các tỷ cô, cho đến khi ấy trong thế giới này, thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người, ta không chứng khi đã chánh giác vô thường chánh đẳng giác. Sa sa brahmani ya bhaja ya sa di wa mano sa ya anu tarang samma sambo tinh api sambo to sinh gia tô chát hồ mê phê trà vệ y mê su chát tô y văn bơ ri vạch tăng toa đa sa ca răng gia tha phu tăng nha na đa sa năng su vi su tư su tăng a tha hằng phê trà vệ sa đề quá kê lô kê samma sambo tinh hapi sambo to ti pa chanh nha sinh nha nanh cha pa na me da san u da pa ni a cốc pa me vi mô ti a yam an ti ma bồ na pa vô ti ni da ma vô cha pa ka wa a ta ma na pa cha wa ki ya pi ko pa ka wa to a pi nan dun ti ma smin pa na ve ya ka ra na smin kha na nga ne ya sman to kon na nya sa ve ra chang vi ta ma lang tham ma cha kung u da pa chi samudaya dhammang sa phang tăng nirodha dhammanti ti te cha panna bhagavata dhamma cha ke bhumma deva sadda manusa visum nasiyang migada
ye mang bát ti tang áp bát ti pa wat ti yang samane na wa kane na wa de we na wa ma re na wa pram mu na wa lokasmen ti phumma nang di wa nang sat tang sut wa chat phumma ra chi ka de wa sat na anu sa we sum e tang bhagavata paranasiyang isi patane nikadaye samajakang bhavati tang appavati vati yang sammane na va brahmane na va deve na va lokasmin tinh và cho đến khi nào này các tỷ khô trong bốn thân này hành tướng như vậy thì kiến như thật cho đến khi ấy này các tỷ cô trong thế giới này mặt giới mà giới phạm thiên giới với quần chúng xa môn bà một chư thiên và loài người ta mới chứng thì đã chẳng đặng thường chánh đẳng giác tri kiến khởi lên nơi ta bất động tâm lặng đó của ta đây là đời sống cuối cùng nay không còn tái sanh nữa Thế Tôn chúng tỳ khưu quan hỷ tính thọ lời Phật dạy trong khi lời dạy này tuyên bố tôn giả con đành khởi lên pháp nhãn thanh tịnh không câu quê như sao tham vật gì tập khởi tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt và khi pháp luân này được Thế Tôn chuyển vẫn như vậy từ thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên nay vô thượng pháp luân này Thế Tôn ở Ba La này chỗ chư tiên đọa xứ tại vườn nay chuyên vận một pháp luân chưa từng được các ai chuyên vận Sa Môn Ba La Môn chư thiên ma vương phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời sau khi nghe tiếng chư thiên ở mọi lần từ đại thiên vương lớn tiếng nói lên này vô thượng pháp luân này tổ chư thiên đọa xứ tại vườn nay lưng chưa từng được ai kiến vận Sa Môn Bà La Môn chư thiên ma vương phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời cha tôn ma ra chi ca năng đề hoa năng sa đăng xuất hoa sa và tinh sa ê tăng phật hoa ta pa ra na si yang y si pa ta ne ni ca da ye tham cha căng pa hoa ti tăng áp vati vati yang samane na va brahmane na va ade na va brahmu na va ke na chi va lokasmin ti ta va tinh sa năng sát tăng phu tòa ya ma ti va sát anu
ta quê sông ê tăng phát ta qua ta na si yang e si pe ta ne mi ga da ji na anut ta rang tham ma chat kang pa wat ti tang ti yang sa ma ne na wa pram ma ne na wa de ve na wa ma re na wa pram mu na wa ke na chi wa lo ka smin ti ya ma nang de wa nang sa tang su toa lâu si ta đi qua sát đăng anu sa về sông e tắc bắc cầu qua ta pa ra na si yang e si pa ta ne ni ga da ye amajakang bawati tang apawati yang sama ne na wa sama ne na wa dewe na wa Mare na wa pramu na wa ke na chi wa lo kas men ti tu chi ta nang di wa nang sat dang su toa di na ma ra ti di wa sat dang anu sa we song Isi patane migada anuotarang tamacat kang bawati tang apawati wati yang Inawa pramane nawa dewe nawa mare nawa pramu nawa Akiwa lokas menteni manarati diwanang Tang su ta parimi mitasawati diwa santang anus We song e tang pakawata paranasiyang Ye anuatarang thamacakang pawati tang apawati yang samane nawa Mane nawa dewe nawa ma Ramuna wa ke na chiva lo Vinti pari memita sawati nang diwana Satam sutva ramma ka jiva Satam anusa ve sum Tarang thamma chakang bhavati yang apavati yang sammane nava Brahmane nava dewe nava mare nava Kena chiva loka Thiên vương Lúc này có Thế Tôn ở Ba La này chỗ chư tiên đọa sư tại vườn này kiến vận bộ pháp luân chưa từng chưa có ai kiến vận Sa môn Ba La môn chư thiên ma vương Phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời Sau khi nghe tiếng của chư thiên ở cõi trời 33 Tiên nói lên này vô thượng Dù ca thế tôn ở Ba La này Chỗ chư thiên đọa sư tại vườn này Sa môn Ba La môn chư thiên ma vương phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời sau khi nghe tiếng của chư thiên gia ma chư thiên tu sĩ ta lớn tiếng nói lên nay vô thượng pháp luân này ở Ba La này chỗ chư thiên đọa sư tại vườn này
Kiên vận một ba pháp luân chưa từng được ai kiến vận. Sa môn bà la môn chư thiên ma vương tam thiên hay tất cư một hai ở đời. Sau khi nghe tiếng của chư thiên tốt sĩ ta, chư thiên là cái tiếng nay vô thường pháp luân này được thế tôn. Kiên vận sa môn bà la môn chư thiên ma vương Phật cư một hai ở đời. Sau khi nghe tiếng của chư thiên hóa lạc thiên, khi lên nay vô thượng pháp luân này được thế chỗ chư tiên đọa sư tại vườn nay chuyên vận một pháp luân chưa từng được ai chuyên vận. Sa môn ma bà la môn chư thiên ma vương phạm thiên một ai ở đời. Sau khi nghe tiếng của chư thiên qua tự tại thiên, chư thiên ở phạm thiên giới lên tiếng nói lên, nay vô thượng pháp luân này tồn ở ba la này chỗ tư tiên đọa sư. Kiên vận sa môn bà la môn ma vương phạm thiên bất cứ một ai ở đời. Y tí ha tê na ca nê na tê na la di na tê na mô út tê na dân qua râm mô lô ca sát đô a sa na ho si ka ta tu sang kam vi sang kap pa ka vi sang pa ve ti ap Pamano cha ularo lo ke pamro wa nang de wa nu pa wan ti atako pakawa imang udana udane si anya si watapo anya si watapo kondang yo ti hidang Aya smato kondanya sa anya si kondanya wanya nang ao thi tinh. Như vậy trong xa ấy, trong giây phút ấy, tiếng ấy lên đây và mười ngàn thế giới chuyển động. Chuyên đồng mạnh và một hào quang chính đời vừa qua quá quy cơ chư thiên. Rồi Thế Tôn thốt lên lời cảm ơn sau đây, chắc chắn đã giác kiều như chắc chắn đã giác hiểu là đánh nha Tôn giả con đành nha. Si con đành nha a nhà kiều trần như. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý tôn nữ, kính thưa tổ thủ quý vị. Có thể nói kinh văn chuyển pháp luân là một thể tài lớn mà hàm tận và chiếu bán toàn bộ những lời dạy của Đức Phật. Đồng xuyên qua đó, quý vị biết rằng vào những cái cuộc đại lễ lớn hay có những sự kiện lớn ở trong Phật Pháp, đặc biệt các nước quốc giáo đều chi tăng, đều trùng thuật kinh văn chuyển pháp luân. Là vào các mùa hạ
các ngài đều ở trong an cư các ngài đều thường sẽ đọc kinh Tham Ma Chắc Các để trùng thuộc lại để chư thiên hoan hỷ. Như kinh văn đã dạy, chúng ta thấy từ chư thiên ở cõi coi như là Isipatana, tức là nơi ngay chỗ mà thường nay đó hoan hỷ, lên đến tứ đại thiên vương, lên đến cõi trời 33, tức là cõi đau lợi, rồi lên đâu xuất dạ ma hóa lạc thiên và tha hóa tự tại. Đây là bảy cõi trời dục giới thanh tán, và ngay cả chư thiên ở các vị trời ở cõi phạm thiên cũng đành thanh tán công đức này. Và 10 ngàn tất cả chấn động, thì gì mà nói khổ bị chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ tất cả chúng ta. Nhưng kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, cái sự khổ của tất cả chúng ta nhìn bằng một tức là cha ti bi đô kha sanh là khổ, cha ti bi đô khổ ma ra nam bi đô khăn rồi chết là khổ, số cô ma na su ta cha sa, tức là cầu muốn được khổ thương xa cái cần là khổ. Cái chúng ta thì cái khổ, khi cái khổ nó tới với chúng ta đó hoàn toàn chúng ta than khổ. Ở đây Đức Phật ngài chỉ rõ rằng cái thân mình bệnh tại sao có gì dịch thân tên là banh đa banh chút ba đa nắc thanh tha năm thủ vững là khổ. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi bệnh hoạn nó đi và giúp. Tại sao phải muốn sống hiện ngục? Đó chính là cái lý. Và tại sao mà ngài nói hồi nãy phải được biết giác sát, phải được một trí hiểu biết, chính là sao có thân này? Bởi vì tham ái này, muốn sống, muốn ngủ, sinh tử. Cũng như bây giờ mình thương thì cái điều mà mình thương nó thật mát, cái điều mình thương thì mình sợ mất đi, cái điều mà mình không thích như là nó tới với mình liên khúc luôn, hết đoạn đường này đi đoạn đường khác cũng như thế. Thì nói chung là Đức Phật ngày dạy tức là mọi cái thủ quẩn của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức là đạo khổ. Lẽ ra thì ngày 15 âm lịch chúng tôi sẽ tiếp cái lên thời pháp sắp thì sẽ giảng rõ cho quý vị nghe trong cái bài pháp luôn. Vì hôm nay ở trên rung thuật pháp Bất Tham Má, tức là chúng tôi thường giảng kinh ở trên đây, thì sau khi đọc tụng kinh văn của Tham Má Chắc Cá Quá thì nó cũng thì nghe một bản như vậy. Và ở đây Đức Phật ngày trình bày hai cơ, tức là lợi dưỡng, tức là thủ hệ tiếng ngay mùi thơm vị ngon xuất lạc. Đức Phật ngày không chấp nhận và sống mà hành, không ai xác cho bằng, khổ hạnh cho bằng Bồ Tát thở xưa ở tại rừng già dưới cội cây Bồ Đề. Cái sự hành khổ hạnh không ai như ngài, ngài từ bỏ cái con đường khổ hạnh đó. Không có một trí tuệ minh mẫn tốt đẹp trong một thể xác ốm mo gầy mòn và khổ đau bệnh hoạn, điều đó không thể có. Mà trí tuệ phát sanh ở trong đó, tức là danh và sắc, danh pháp và sắc pháp, nó sẽ phải đi đều. Khi chúng ta khỏe mạnh, tâm của chúng ta nó thời thới. Còn khi tâm tư của chúng ta nó âu sầu, nó khó chịu, nó mệt mỏi, thì không thể nào trí tuệ chúng ta hay là cái tinh thần của chúng ta được tốt đẹp được. Thì cũng như thế, Đức Phật ngày tránh xa hai cực đông này, ngài mới đưa vào con đường gọi là Maccima Patipada, cái con đường trung đạo. Đó chính là con đường tư duy ngữ tích trên mạng giám tích đặc, thì đó chính là con đường này đến sự chấm dứt sầu bi của u não. Thì đó chính là cái lý ở trong cái bài kinh này. Bởi vì không có thời gian,
chức, thế nào gọi là ba luân 12 hành tướng quý vị. Dạ. Thì mục đích thì Đức Phật ngài trong cái kinh này là lần đầu tiên tham chắc các bao quát tầng tức là vận bánh xe chuyển luân à, được các vị trời người đều ca tụng phước lành này. Phần phước này xin hướng nguyện đến tất cả các vị chư thần chư thiên vân tập về đây ở các cõi, cũng như là chư thần chư thiên ở tại Quảng Nghiêm, cũng như các vị vong linh khí linh chân đảng nghe kinh mấy ngày qua, và cũng như tất cả chư Phật tử ở hiện tại nơi đây, cũng như là Phật tử trên mạng ở các nước. Xin tất này và xin tất cả hướng nguyện rằng đây là nguyện làm duyên để chúng ta có cái loại nguyện làm nhân làm duyên để ta hầu kề gần Phật, để tương lai mình giác ngộ chấm dứt đau. Giá Nam Mô Tham Nam Mô. Giờ đây tất cả chúng ta xin hồi hướng. Văn đôn ni mệt tăng và ma lan chê vô cha ma na bồ sa cô nam đô sa bê na ta nu pha vê và ma lan chê vô cha ma na bồ amma pa ve amen to yang don ne me tang che yo cha ma bo san ta do pa pa ca nang san ca ve na ve na samen to do kha pa ta do kha pa ya pa ta chân đi ca pa ta chân đi to ca pa ta hằng tu sa pe pi pa ni no ta pe tu sa pa sa ba ti se ti ya da nang ta ta lang Avana virata tu gayo devata gata sape palapata bhaje kanan jayam palang arhantanan nalakanta meyato amata tantu sasana ngata tamata dewa poyang no antu jerang raka ruga madewa gamayatika poyang no anumo raka antu bhayo akasata cemata dewa bhayati kawayang no anumodan tuyang nino akasata cemata no anumodan tuyang sada chữ thiên ngự trên ở trong kia cầu thượng ngự rõ tông điều chúng con hội giáo tăng bồi các Phật thầy tổ an vui lâu dài quy tụ cánh cõi nàng tai chúng sanh được hướng phước dài vui tu đạo màu tu hành tinh tu sanh tu
tu sa pamanggalang rakan tu sa padiwata sa pabuthano fa wena sa patamano wena sa sauti pa wan tu MC Hong Hữu. Sa thú lành, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền cùng chư chùa Quảng Nghiêm đã giao đạo, đã tụng kinh chuyển cấp lưng ra. Sư đã đọc bài kinh hội hướng đồng mà cả phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước ban bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhà chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên cùng là bậc vô tưởng được an phước con hồi hướng dân ban, chúng sẽ biết hoàn toàn lãnh thông chưa rõ lời cầu, xin đến hầu mắt ngay, có người làm phước được rầy, là em hồi hướng hiện ai khắp sanh quan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thân an mạng trường dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọ. Dạ, chúng con kính tri ân thành chư tôn đức đến đạo tràng đã hướng dẫn.